Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào tất cả anh em đã đến với kênh của Hà Minh Đạt. Thì ngày hôm nay anh em mình sẽ cùng làm một thử thách, đó là ăn dưa hấu nhá. Ăn đi anh em ơi. Về thì dưa hấu nên là dưa hấu mình thấy to đó, khổng lồ của Đài Loan vậy. Thì từ nhỏ đến dưa thì chưa được ăn thuốc ạ. Thì dưa bắt đầu anh em mình sẽ ăn khui. 3 miếng dưa hấu này trong vòng 5 phút nha các bạn nha. Trong vòng 5 phút thì ăn hết. Khi này thì cũng là thử thách thôi, và ai là người chiến thắng thì cũng thắng thôi, mà người thua thì phải dọn rác. Người thua thì anh em mình thì cùng mới đi trở về, thì người thua thì về nấu ăn nha. Ok. Ai thua nấu ăn nha. Rồi ok nè, dưa bắt đầu quy ra thôi. Hà Minh Đạt thôi chắc chắn. Sao các bạn không phải xì qua? Xì qua. Ai thua sẽ về nấu ăn nè. Ai có chuyện đó xì. Còn người à. một cái mà ăn lành lành đi ngon. Em anh đợi tôi ăn thôi chứ. Chưa. Hoàn toàn chưa. Lần đầu tiên ông đời. Anh em cũng thưởng thức với anh em mình lần đầu tiên ăn nhá. Có khủng khiếp. Mà ăn trong vòng 5 phút thì cũng căng lắm. Lúc gì mới chị ạ? Đây sẵn qua. Được chưa? Anh mới cắt rửa mà ăn là phải ăn hết phần đỏ nha, còn phần trắng trắng thì ai còn năng khiếu thì ăn thôi. Còn đang nó khút, không phải được cả nhé. Ok anh em xong rồi. Được chưa? Đây, 2, 3, 5 phút nha anh em này. Nó cả tư hoàn, nó cả bảo luôn. Mình đứng trước fan này. Làm cầm miếng anh chơi. Anna cho hình nha. Đi năm lâu quá. Ăn quả chứ. Lưỡi giáo. Lưỡi giáo. Ngồi. Ba. Lưỡi giáo. Mùi này. Thì đem anh mày uống bia rồi ăn luôn nhé. Ngon. Nhiệt độ. Đặt cái hẹp dừa. Dưa hấu ngon các bạn ạ. Ăn ừ ra luôn. Thôi được túa à. Về chỉ ghi ra thôi. Giao hai miếng khoai mới chắc thôi. Lần đầu tiên được thưởng thức miếng dưa hấu to khổng lồ đấy ạ. Anh em có gì chia sẻ ấy. Nghen. Anh em chia sẻ mạnh vào nhá. Đây là kênh Hà Minh Đạt. Anh em có thử thách nào thì nhớ comment bên dưới nhá. Mà thử thách mình để cho qua thử thách nữa.
bán đi quá. Là anh mành tròn miếng dừa để miếng dừa. Nhóm anh miếng ăn chậm nha anh. Phần đậu hệt ba miếng đi mà anh hóa hai miếng nhỏ với con. Lần đầu tiên ăn miếng đậu giờ là cảm giác là ngon là bắt đầu là giảm dần này các bạn. Nó quá đấy. Nó đây giờ đây gọi là nín thở thì ăn rồi chịu khó tăng tốc đấy. Mới đầu thì nó ngon giờ thì nó bắt đầu chuyển sang phần là giờ cảm giác thấy ngon rồi. Thì mà mới xay dưa hấu quá. Xay được rồi, ăn thịt cái này là xay đấy. Xay dưa hấu đấy. Mà ở Việt Nam mình chỉ là có dưa hấu to như thế. Có anh em ơi. Anh em thấy Việt Nam ta có quả dưa hấu nào mà to thế này chưa? Miếng nó rất to. Còn có mân đây. Còn có mân bên dưới nha. Anh mình ăn quắng dơ quá. Anh ăn được nhắn điện để em mượn mà lên điện để lên em mượn mà. Từ anh cắt ăn xong đó. Ăn thì phải nhìn hòm chứ vậy. Mình cầm mình rõ nhá. Mày mang mua cái dao có thể gầm liệt đi. Miếng dơ hôm nay thì cũng khoảng 5 kg đấy. Này. Đi bỏ được bẩn đấy. Chặt sao chặt cái hũ sắc. Ớt chán đây. Ăn ngon nữa quá. Chủ mân lý anh em khổ. Không cần anh em ạ. Bên đây loán thêm mùi cũng nhiều. Cảm thấy nó dân anh em ơi. Mà đây 5 phút chứ anh. Hớn mệt hớn. Cố gắng nha, ai thua là phải nấu ăn đây. Chủ đây, chủ nó phải nói đây. Phải nói thua nữa. Từ chủ biết đấy. Bán mình nấc đấy. Bán mình nấc. Nấc cụt. Khổ quá. Mà cũng nhận ngon hả? Cũng nhận nó đó. Ngọt. Nhận nó đấy. Cảm giác ăn thừa đấy. Ăn thừa như hôm nay để mái ăn bữa chứ đi. Để mái. Càng nửa để mái ăn thiệu chứ. Anh em ơi. Thèm hơn nửa thôi. Anh em ơi. Chứ ăn nửa mình, mái. Mình còn nên đâu tao rồi thôi. Sắp hết đây anh em ạ. Nó còn nửa. Ăn rồi phải ca cho hết nhá. Cái gì đi nó bật cười kịp có hiểu không? Ăn rồi nó cửa bà rắn đi dọc đi xong bật đó. Cái gì đi nó quẹt bật bật nó hết này. Ăn là phải ăn thì là phần đồ đỏ đấy. Thì nó giờ đi quẹt bật nó hết này. Đó các bạn ạ. Ai ngồi dư cũng nghe nữa. Bỏ qua những kia để mà tập trung vào công việc hết lắm. Chết chạy. Nó đâu. Anh em ơi. Ừ đây anh em ạ. Mày ăn được một nửa thôi anh em ơi.
chưa ăn cơm trưa mà ăn kiểu ní đi khỏi ăn cơm trưa luôn. Tao đủ hôi với bá thằng mà ăn được cơm được nữa đó. Giờ hết nha. Đi em đi anh ơi. Anh ạ, người ta nhìn vào thấy ngạc nhiên. Ba người mà một người một miếng cho hổ to thế này mà ăn thì đặc biệt. Ăn trong khi nữa ăn nó ngồi xồm ấy. Có thì ta có sao hết à? Có ăn đấy tao đứng trên món đấy quá. Tập trung vào chuyên môn đi, nói chuyện với quá à, xin thua trưởng thì em xin thua từ hai này. Anh mày xin thua đi nè. Để em xin thua từ hai từ dấn từ dấn như này nè, như thế này như ai đâu hàng để bên đường ai ăn thua ai ăn thua thì về nấu ăn cắn như là ai xin thua để bên nấu ăn đi đừng quá. Đừng làm khổ cái bụng. Tuyệt vời anh em ạ. Nó là cái dừa. Cô lại ăn miếng dưa hấu nên phải mấy tháng rồi mới ăn lại. Ăn khiếp đen luôn. Anh em coi được 5 phút trước con ai ai nhiều nhật từ người nửa bên nấu ăn nhá. Nhìn tập đúng cái đấy nhìn như thế. Đừng có nhìn anh mày nữa. Bảo xin thú đi mà. Cho hai mình đặt đi nữa. Mày ăn được 2/3 mà chán kỳ các bạn ạ. Nhưng mà từ nay là thì đúng thua mà. Còn từ nay này ăn được rồi mọi người chơi. À, anh ăn cắt rửa thì đánh hết đúng đây chụp đôi chụp cắt cái này thôi. Dưa mình cũng phải cắt thế này đấy các bạn ạ, không thì thua mất. Hoàng thẳng thôi hai em ấy. Cái ánh cả là màu trắng luôn nhỉ. Anh em cần ra lúc đằng nghe. Và thua là à. Nghen nghen lên. Hết phải hết cái màu đỏ ấy. Màu nhạt nhạt thì tối ngọt quá. Mày mày mình chỉ lấy cái đó. Ngồi cười. Miếng của mình là to hơn là 2 miếng của ông anh các bạn ạ. Nên là ăn là hơi chậm. Của em to hơn khoảng tầm này thì à. Đã chơi em tính to nhỏ. Cái này nếu mà bắt lồi lồi của bọn trước thì cần không điều, cần không điều. Ê à, gì? Bạn mình em hoảng ấy, cái chạm được đóng bụng đi chứ. Anh em còn kiểu buồn thôi không?
Đưa lên cầm nó dân này anh em ạ. Cha vô. Con mình mới công. Bạn cái hệ dọc biến bạc thì con nữa ăn phải đẹp đè đi. Cái này để đặt nhãn thu mi. Ăn phải đẹp đè đi chứ. Như nhẹt anh em, như nhẹt trầm trầm thôi. Chưa nó cần đi lên để đây anh em ạ. Ôi đi chết đào đào đi. Rồi chỉ đánh nghe chứ. Anh miệng dưa hầu ý của lệ. Anh sóc anh phun mê. Ôi đi chậm chậm nhá. Chú yêu ra. Đúng rồi. Giờ đi khoảng 2 cây số nó về từ nhà thì anh em ạ, có hơn là có đi nổi không ấy. Lần đầu tiên nữa. Anh em ở đây chuyện nặng đấy. Đồ nhà lóng tính à? Đồ nhà tính mới chế ăn cả vô trắng vậy đi luôn. Bù trừ ấy. Bù trừ. Mình là người về đầu tiên gặp anh nhé. Cô lên. Chưa là hai anh em ăn hết à? Hết rồi. Rồi em là người thua à? Thua. Coi là thử thách đi khó với mình quá. Ăn đi cô lên. Hai ông anh thắng mình rồi thì mình có lẽ phải chấp nhận ăn hết cái này để chấp nhận thua đây quá là. Cố gắng cố gắng. Chà. Chín thua đâu anh? Không. Nhiệt rồi. Cũng được chín thua. Và đặc biệt là ở đây và mang một bữa sáu. Bữa sáu không làm được cách như thế này thì mình nhỏ đấy. Mình mà ăn miếng to thế này thì không ăn được. Như cái thuyền này những anh mạnh có thể nhỏ chứ. Nhỏ rồi, miệng to rồi. Ta thấy là ta nhỏ hơn. Ta thấy ta phải đổi. Miệng to nhất. Ta không đủ sức. Miệng đi cũng băng miệng em đây. Đây miệng em dai hết em ơi. Đầu con. Máy nó không được. Quấy đâu đi lại, thân xó băng đi. Ủa đây, ngáng đạt luôn. Đây anh em à, Dư có lẽ mình xin chấp nhận thua thôi các bạn ạ. Còn Dư quá nó đây. Là hai ông anh là thắng mình rồi thì mình xin chấp nhận là về để nấu ăn đây các bạn ạ. Có lẽ video của mình thì đến đây cũng là kết thúc. Rồi anh em có gì có bí thì comment bên dưới video nhá. Rồi nhớ thấy hay thì anh em nhớ like và chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh của mình nhá. Chào tất cả anh em nhá.